Kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa. Hôm nay, ngày 4 tháng 7 năm 2024, thứ năm tuần 13 thường niên, Thánh nữ Elizabeth Bồ Đào Nha. Chích tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu xuống thuyền, băng qua hồ, trở về thành của mình. Người ta liền khiêng đến cho người một kẻ bại liệt nằm trên giường. Thấy họ có lòng tin như vậy, Đức Giêsu bảo người bại liệt: "Này con, cứ yên tâm, tội con được tha rồi." Giá trị của sự giúp đỡ. Giữa cuộc sống bộn bề lo toan, chúng ta rất cần được yêu thương và chia sẻ. Trao đi yêu thương để nhận lại yêu thương là một quy luật của cuộc sống. Sống không chỉ là nhận mà còn phải biết cho đi, vì chính lúc ta cho đi nhiều nhất lại là lúc ta nhận lại nhiều nhất. Cuộc sống chỉ thực sự có ý nghĩa khi có sự sẻ chia, kết nối giữa con người với con người. Anh chàng bại liệt trong bài tin mừng hôm nay đã nhận được sự giúp đỡ đáng quý nhất của tình bạn, tình người. Thiên Chúa luôn ghi nhận và hài lòng trước những hy sinh và cảm thông của chúng ta trước những hoàn cảnh éo le, khốn khó của tha nhân. Lạy Chúa, thế giới này luôn cần những vòng tay chia sẻ giúp đỡ. Xin cho chúng con biết cho đi, để nhận lại được kho tàng quý giá là nước trời. Amen.